Chào mừng các bạn đã đến với Anime News, kênh chuyên thông tin cập nhật những tin tức nóng hổi về anime manga được đăng tải hàng tuần. Nếu bạn là một người thích tìm hiểu về các tin tức mới của anime manga thì Anime News là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn đấy. Trong bản tin sẽ có những tin chính sau: Anime Non Non Biyori Season 3 tiết lộ dàn cast staff chính thức. Anime Strider Blood 4 OVA bị hoãn do Covid-19. Dự án anime VR Nhất Quỷ Nhì Ma thứ 3 Takagi được ra mắt. Anime Senyoku no Signorifa bị hoãn. Anime Render Girlfriend hé lộ dàn cast. Manga School Life sẽ có sequel vào tháng 6. Anime Non Non Biyori Season 3 tiết lộ dàn cast staff chính thức. Trên trang Twitter chính thức cho anime Non Non Biyori đã tiết lộ dàn cast staff chính thức, đồng thời cũng tiết lộ ngày công chiếu là vào tháng 1 năm 2021, khi visual đầu tiên cho Season 3 được tiết lộ trên Twitter của anime. Anime Strider Blood 4 OVA bị hoãn do Covid-19. Trên website chính thức của Strider Blood 4, OVA thứ 4 của series tiết lộ vào ngày 15 tháng 5 vừa qua thì phần 2 sẽ bị hoãn từ ngày 24 tháng 6 sang 29 tháng 7 do dịch Covid-19, và phần thứ 2 sẽ chiếu tập 3 và 4 của anime. Hai tập đầu đã được chiếu vào ngày 8 tháng 4. 4 phần còn lại, mỗi phần gồm 2 tập, sẽ có kế hoạch ra mắt các fan vào các ngày là 30 tháng 9, 23 tháng 12, 24 tháng 3 năm 2021 và ngày 30 tháng 6 năm 2021. Dự án anime VR Nhất Quỷ Nhì Ma thứ 3 Takagi được ra mắt. Kayak vừa ra mắt anime thực tế ảo Nhất Quỷ Nhì Ma thứ 3 Takagi, tựa gốc là Karakai Jozuno Takegi-san của tác giả Soichiro Yamamoto cho kính thực tế ảo Oculus và PC thông qua Steam vào thứ Năm. Một chiến dịch gây quỹ từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 đã thu được 113.000 đô la Mỹ và mục tiêu của họ là 140.000. Anime đưa người chơi vào nhân vật Nishikata, nhân vật chính của manga và là đối tượng bị Takagi trêu chọc. Nó tái tạo lại cảnh đáng chú ý từ manga và anime, và Oculus Rift cho phép người chơi tham gia cùng Takagi khi đi học về hoặc đi biển. Anime Senyoku no Signorifa bị hoãn. Trên trang Twitter và website của Aniflex công bố thì anime Senyoku no Signorifa đã bị hoãn từ tháng 7 đến tháng 10 do đại dịch Covid-19. Nhà sản xuất sẽ thông báo chi tiết lịch công chiếu chính xác trên website khi họ đưa ra quyết định. Anime Render Girlfriend hé lộ dàn cast. Trên website chính thức của anime chuyển thể từ manga Kanojo Okari Shimasu của Reiji Miyajima đã công bố đoạn quảng cáo 15 giây và key visual mới vào chủ nhật vừa rồi. Đoạn quảng cáo công bố dàn cast và ngày chiếu vào mùng 10 tháng 7, đồng thời đoạn quảng cáo còn tiết lộ bài hát chủ đề cho anime là Sentimental được trình bày bởi The Piggies. Manga School Life sẽ có sequel vào tháng 6. Trên Twitter chính thức của tạp chí Manga Time Kirara vào thứ 7 vừa rồi tiết lộ rằng manga School Life tựa gốc là Gakko Gurashi sẽ có sequel với tựa là Gakko Gurashi Otayori vào số tiếp theo của tạp chí vào ngày 24 tháng 6. Sequel sẽ kể về những gì xảy ra với mọi người sau khi manga kết thúc. Câu chuyện kể về một câu lạc bộ sinh hoạt bình thường, nơi các cô gái vui chơi, sống cùng nhau và là những người tồn tại cuối cùng của đại dịch zombie. Vậy là bản tin ngày hôm nay đã kết thúc ở đây rồi. Nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên like, share nó nhé. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Anime News, hãy ấn nút subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình sẽ ra trong thời gian sắp tới nhé.